Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Trước rằm trung thu, con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, trúng số đổi đời, tiền bạc kéo vào âm âm. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà chúng ta đã bước qua tháng 7 âm lịch và chuẩn bị đón rằm trung thu rồi. Quãng thời gian vừa qua đối với nhiều người có thể coi là vô cùng gian khó và gặp phải nhiều thử thách. Ai cũng mong muốn trong những ngày sắp tới mình sẽ đón nhận được nhiều may mắn hơn. Thế nhưng theo quan niệm của tử vi học, trong số 12 con giáp, chỉ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, vất lên như diều gặp gió trước khi bước sang rằm trung thu. Nếu biết tận dụng tốt thời cơ trong cuộc đời thì sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, giàu có và sung túc đủ đầy. Vậy, liệu bạn và người thân có may mắn nằm trong danh sách các con giáp này hay không? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Đứng ở vị trí đầu tiên là tuổi Tý. Mặc dù là trong năm tuổi của mình, thế nhưng tuổi Tý được nhiều sao tốt chiếu rọi, Thượng Đế ưu ái và gặp may mắn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nếu biết kiểm soát và tránh những nơi có các nguồn năng lượng tiêu cực, nhiều âm khí, thì tuổi Tý sẽ còn thịnh vượng nhiều hơn. Về tính cách, đa phần người tuổi Tý đều là những người thận trọng có thừa. Trước khi làm việc gì cũng thường cân nhắc tính toán rất lâu, nên ít khi gặp phải chuyện rủi ro. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Canh Tý 2020, vì đang được vận may chiếu cố, nên nếu biết liều đúng cách, họ sẽ dễ dàng bứt phá, làm giàu trong chớp mắt. Nếu đang nghĩ đến việc tự kinh doanh thì đây đúng là năm của họ. Tử vi học có nói, từ đầu tháng 6 âm lịch trở đi, người tuổi Tý sẽ gặp được vô số các cơ hội tốt. Nếu biết tận dụng tối đa những cơ hội này, họ có thể sẽ trở nên giàu có trước dịp rằm tháng 8 âm lịch. Con giáp may mắn thứ hai là tuổi Ngọ. Xin được chúc mừng người tuổi Ngọ, bởi đây là một trong số những con giáp thành đạt nhất trong năm Canh Tý 2020. Tuổi Ngọ không thiếu các cơ hội làm giàu, song kết quả ra sao sẽ phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực của chính họ. Tuổi Ngọ được đánh giá cao nhất ở sự nhiệt huyết và quyết đoán. Một khi đã dành tâm huyết cho điều gì, họ sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng mà không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Chỉ cần cho họ không gian riêng và sự tự do nhất định, họ có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân, gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và rực rỡ. Tử vi học có nói, trong năm nay, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lộc về tài chính, vận may nở rộ từ khoảng giữa tháng 4 âm lịch, đạt thời kỳ đỉnh cao trước rằm tháng 8 âm lịch. Nếu biết nắm bắt thời cơ này và tận dụng những điểm mạnh của bản thân, tuổi Ngọ có thể tạo dựng được những thành công mang tính bước ngoặt và sự giàu có sẽ đến như một điều tất yếu. Vị trí thứ ba thuộc về con giáp tuổi Mùi. Là một con giáp có phần trầm lặng hơn tuổi Tý và tuổi Ngọ. Thế nhưng ít ai biết rằng Canh Tý năm 2020 cũng là một năm vô cùng tươi sáng và thành công của những người tuổi Mùi. Không lanh lợi và linh hoạt như tuổi Tý, cũng không nhiệt huyết và sáng tạo như tuổi Ngọ, nhưng tuổi Mùi có sự bền bỉ, kiên cường hiếm thấy.
mà đây lại là những yếu tố tiên quyết cho những thành công đường dài. Vì thế, với họ, thử thách chỉ là chuyện nhỏ và họ luôn sẵn sàng để gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Mùi đã bị thử thách không ít, nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu được chưa tương xứng. Song năm Canh Tý 2020 sẽ là lúc họ như được đền bù, gặp may mắn đủ đường và có cơ hội giàu lên trông thấy. Cụ thể, Tử Vi học có nói, từ cuối tháng 6 âm lịch, tuổi Mùi đã tạm biệt với vận xui, cuộc sống ngày càng thăng hoa rạng rỡ, may mắn đỉnh cao có thể đến trước rằm tháng 8 âm lịch. Chính vì thế, tuổi Mùi nên biết nắm bắt thời cơ của mình để có thể về đích viên mãn vào dịp cuối năm. Con giáp may mắn thứ tư là tuổi Thân. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân đa phần đều là những người thông minh, sáng dạ, lạc quan trước khó khăn và luôn nhìn cuộc sống với con mắt hài hước và vui tươi. Chuyện gì cũng không làm khó được họ. Chính vì thế, giống với tuổi Mùi, năm Kỷ Hợi 2019 là một năm lao đao với nhiều người tuổi Thân, nhưng họ đã xuất sắc vượt qua nó và may mắn là họ sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất vào năm Canh Tý 2020 này. Tử Vi học có nói, trong năm nay, nửa đầu năm sẽ là thời kỳ thử thách với người tuổi Thân. Nhưng từ đầu tháng 9 dương, tức là trước rằm tháng 8 âm trở đi, những chuyện xui xẻo sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của người tuổi Thân. Những chuyện tốt lành sẽ đến với họ tới tấp, đem lại cho họ vô số các cơ hội tốt trong cả cuộc sống lẫn công việc. Nếu biết nắm bắt tốt, người tuổi Thân có thể kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ không dám nghĩ tới, thậm chí đổi đời trở thành đại gia. Vị trí thứ 5 thuộc về người tuổi Dần. Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và cá tính. Người tuổi Dần không bao giờ chịu khuất phục trước số phận mà họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuổi Dần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trắc trở, thậm chí họ càng muốn gặp thử thách để rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, để chống chọi với giông tố ngoài đời. Tử Vi học có nói, người tuổi Dần vốn mang số mệnh phú quý, nhưng trước khi gặp được cơ hội thăng hoa thì họ phải trải qua nhiều khó khăn. Nửa đầu năm 2020, tuổi Dần cũng đã phải đau đầu về vấn đề tài chính, tình cảm cũng không được suôn sẻ. Nhưng nửa cuối năm 2020 trở đi, mọi chuyện sẽ có biến động bất ngờ. Cụ thể, tháng 8 và tháng 9 âm lịch tới đây, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận được cải thiện, cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. Cuối năm nay, nếu như gặp được quý nhân, thì xác định những năm sau thăng hoa đủ đầy. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được phúc họa khác nhau, thời điểm may mắn của người này có thể lại là bước đường cùng của người khác. Trái ngược với danh sách các con giáp được quý nhân phù trợ sẽ có cơ hội đổi đời, phất lên như diều gặp gió trước rằm trung thu, thì có 3 con giáp dưới đây vướng phải nhiều xui xẻo vận hạn trong tháng 8 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào mà xui xẻo đến vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là con giáp tuổi Dậu. Người tuổi Dậu là con giáp xui xẻo tháng 8 năm 2020 âm lịch. Chính vì vậy, nếu muốn bình yên,
bạn cần phải chú ý trên nhiều phương diện. Trong sự nghiệp, có thể nhận thấy rằng sự thăng tiến của bạn đang khiến một vài người đồng nghiệp nóng mắt, tìm cách cạnh tranh không lành mạnh hoặc gây khó dễ trong quá trình hợp tác làm việc chung. Tiểu nhân vận đang bủa vây, bạn khó tránh họa khẩu thiệt do bị vướng phải thị phi. Hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh nhé, chớ nên hành xử theo cảm xúc kẻo tai bay vạ gió. Thứ hai là người tuổi Mão. Trong tháng này, tình hình cạnh tranh trong sự nghiệp có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh phải lao đao vất vả để đối phó với những chiêu trò cản trở của đối thủ. Một số người có thể gặp vướng mắc với đồng nghiệp, nghiêm trọng đến mức khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của bạn. Thời điểm này, bạn cần chú ý phòng tránh những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, nếu không sẽ bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Đáng buồn hơn, sức khỏe của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết. Thứ ba là người tuổi Hợi. Vì công việc bận rộn suốt tháng nên người tuổi Hợi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo liệu, từng giây từng phút đều ép đầu óc phải căng ra để giải quyết mọi thứ. Mặc dù đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình nhằm cố đạt được thành quả tốt, nhưng bạn cũng vẫn phải thừa nhận mình đang dần kiệt sức. Tháng 8 này, bản mệnh cần hết sức chú ý khi giải quyết những công việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục pháp lý. Đề phòng họa thị phi, quan trường, kiện cáo phức tạp, ảnh hưởng xấu tới uy tín và hao tiền của. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì cũng đừng bỏ cuộc nhé. Bởi bạn là con giáp tự tin, sẵn sàng đối diện với bão tố cuộc đời mà. Quý vị thân mến, cho dù bạn nằm trong nhóm các con giáp may mắn hay xui xẻo vào dịp tháng 8 âm lịch này, thì Phú Quý Tài Lộc vẫn xin được nhấn mạnh với bạn rằng mọi sự cố gắng nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn không ngừng tiến lên thì sự giàu có và hạnh phúc sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.